xuất phát điểm, mong nhiên khởi chí, mỗi bộ mỗi trạm cự ly, đan bất chi, vô hạn nguyện đích lữ trình, nhất chi bất khó chế chi, cao与低无从猜测，胜负爱恨距离像一丝，谁亦有经过历程，结局却心愿说。啊，最后人面对艰苦，艰苦感如一丝生命，才具意义。若聚散恋往事，人面对得失得失之所以，稍迟疑消失影子，喜与悲犹如阴街，韵律每日更从未休止，提步向新旅程，再用血汗提词，啊！個服務，繼續等人哋嚇。係咯，係呢樣嗰樣嘢，繼續。你刪咗啦，你刪咗啦。係，啊，對。Cô Phùng à, cô cũng tới coi xin đây hả? Cô không quay phim à, đúng rồi đó, cô Phùng à. Tôi đâu có đủ tư cách. Có tư cách chứ, từ đây cô làm quảng cáo cho Phước Lâm, được rất nhiều người khen, tấm hình đó đẹp thiệt đó nha. Dạ phải khen Hiền mới được. Đó láng Hiền, còn có ông chủ tiệm vàng Phước Lâm, cũng là ông chủ của tôi đó. Ông chủ? Chứ là bạn trai chứ gì? Đúng rồi. Giỡn đừng có truyền bậy bạ nha. Xin lỗi, chúng tôi có chuyện đi trước nha. Xin lỗi nha. Cảm ơn các người đã xem. Cảm ơn nha. Cảm ơn mọi người xem hết hay không? Xin lỗi nha. Đúng rồi. Cũng hay lắm nha. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Cảm ơn. Hai, cảm ơn hẹn sao hả? Cảm ơn nha, đúng lúc quá chứ. Chúng ta đi ăn khuya đi nha. Khi khác đi. Mai mốt tôi kiếm anh nha. Ok. Được rồi. Tôi cần nhìn cô à, tôi cần thấy cô đẹp lắm đó. Nếu mà tôi có quay phim mới tôi kiếm cô đó. Cô rảnh tới Hoàng Thất kiếm tôi đi. Bye bye. Bye bye. Hồng đạo diễn thiệt là thích đi chơi. Giờ coi xong cine lại rủ tôi đi ăn khuya. Nhiều lúc em thấy ông đi xuống disco chơi nữa đó. Có muốn đi không? Đi đâu hả? Đi quay phim. Không lẽ tôi nói muốn đi rồi anh sẽ kiếm tôi sao? Thiệt đó. Hồi nãy anh mới khen Phượng ăn ảnh lắm đó. Nếu mà anh thật sự kiếm tôi, vậy tôi phải cảm ơn quảng cáo của anh mới được. Anh Hiền à, sao tới nay không đi chung với cô Dự vậy? Kiếm người bạn gái nổi tiếng làm partner của tôi không tốt sao? Bộ anh và cô Dự có chuyện gì rồi phải không? Hồi sáng tôi đọc báo, trên báo có đăng anh Hiền và cô Phụng hai người đi tham gia buổi lễ thủ ảnh gì của tuần phim đó. Tại sao không thấy Dự đi vậy? Tôi thấy người khác dạy cho nên không có đi. Trên báo còn đăng họ cặp với nhau nữa đó. Anh có điện thoại giải thích với tôi. Chắc là chị cũng biết nhà báo mà. Thường thường cũng chỉ bậy bạ thôi. Chị cũng tin sao? Vậy không thấy lo thì tốt rồi. Mẫn à? Mẫn thực sự không đi kiếm anh Hào hả? Không kiếm đâu. Tôi thiệt là không hiểu. Nếu Mẫn thấy ảnh chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Anh sao rồi? Ảnh ngày đêm đảo ngược, chỉ lo làm việc thôi, không nói tiếng nào. Vì mai cũng không biết làm sao. Tôi cũng có khuyên ảnh rồi nhưng ảnh không nghe. Tôi thì không nỡ lòng thấy ảnh như vậy đâu. Chắc Mẫn cũng đâu có muốn. Mẫn à, Mẫn làm sao để khuyên ảnh đi, để cho ảnh có tự tin mới được. Mẫn chịu không? Không thể đâu. Tại vì trên mặt tư tưởng hay là nếp sống với tôi và anh Hào cũng đều có khoảng cách. Tôi đâu phải muốn hành hạ ảnh, nhưng mà tôi muốn ảnh phải chấp nhận sự thật. Giữa hai chúng tôi không có cơ hội ở chung được đâu.
Anh Hào, chào anh. Chào. Ê, làm việc đi. Anh Hào. Sao rảnh quá vậy? Phải, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi không rảnh. Cô đi theo tôi làm gì chứ? Tôi phải làm việc mà. Anh làm việc đi, tôi không làm phiền anh đâu. Chị Mẫn, thái độ của chị cương quyết lắm. Em cũng hiểu lòng của anh, nhưng mà vì mai vì chuyện của anh mà buồn lắm. Gia đình anh quan tâm anh lắm. Làm người ai mà không có sống vô, nhưng mà bị té thì phải đứng lên mới được chứ. Anh Hào, anh nghe lời em đi, đừng có chán nản nữa. Anh phải cố gắng lên. Nói hả? Ai mà không biết nói. Cô thất tình lần nào chưa? Có biết thất tình là sao không? Cô đâu có biết. Có biết tôi thấy khó chịu lắm không? Bố có tưởng tôi không biết gia đình của tôi quan tâm tôi sao hả? Chính tôi cũng thấy bực mình lắm mà. Phải, bây giờ anh thấy khó chịu, nhưng mà anh cứ chán nản như vậy cũng đâu có chứng minh được cái gì. Giải quyết không được chuyện này đâu. Vậy tôi nói có được không hả? Tôi thất tình. Tôi thất tình. Anh Hào. 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 Tôi thất tình. Anh xuống đây đi. Tôi. Anh Hào. Chị gì? Chị gì? Chị gì? Mở cấp cứu đi. Mở cấp cứu lên đi. Mở cô đi. Kêu xe tới. Cần có sao không hả? Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại sao? Không sao rồi. Tôi không sao. Anh à, mai mốt làm việc phải gài sợi dây này cho an toàn lại. Hôm nay anh may mắn thiệt đó, nhưng mà nhớ phải cẩn thận nha. Vậy nhà cũng mới được đó. Chứ cẩn thận chút chứ. Không có gì làm gì phải cẩn thận mới được. Tôi không có gì. Thôi đi, thôi đi. Hồi nãy nếu tôi bị té chết thì thật là uổng quá. Anh Bùi à, cho tôi một dĩa cải và một tô mì Huỳnh Thánh nữa. Anh thấy anh nè, bây giờ mới giống anh Hào lúc trước đó. Chẳng những là thằng Hào lúc trước, nếu là thằng Hào lúc trước chưa chắc gì tốt số cứ được vợ hiền. Gia Dự biết không, bị Gia Dự chủ bục mất, bây giờ mới biết khôn. Tôi phải cố gắng làm việc
Tôi chưa muốn chết. Tôi không chết nữa đâu. Má tôi khó khăn mới nuôi tôi lớn như vậy. Tôi không muốn bà đau lòng. Gia Dự biết không, nhiều lúc thấy Gia Dự dễ thương lắm. Tôi cũng không biết, nhưng mà tôi nhẹ dạ lắm, chuyện gì cũng không quyết định được, xử sự theo cảm tình, có nhiều khuyết điểm lắm. Chính vì điểm này mới thấy dễ thương đó. Tự mình biết khuyết điểm của mình còn nói ra cho người khác nghe nữa. Có thứ người suốt đời cũng không biết, cho dù họ biết họ cũng không sửa đổi, hoặc là sửa đổi cũng không được. Làm vậy không được đâu. Sống người người ngẫu ngáo như vậy. Kêu đồ ăn đi. Có phải thấy mặt tôi như vậy không muốn ăn không? Đã phải, thấy anh vui như vậy tôi càng thêm muốn ăn nhiều. Tình cho không biêu không, ân tình ai bán bao giờ. Má, áo ở trong phòng tắm là áo dơ đó, má để đó đi, tối nay con về giặt. Chưa cởi áo dơ ra giặt rồi hả? Chẳng những là áo dơ, đầu óc của con cũng đã rửa sạch rồi. Chú à, sáng mai chúng ta đi uống cà phê nha. Tối nay cháu không cần làm đêm, có thể nghỉ sớm. Tình cho không biêu không, ân tình nay bán bao giờ. Mừng. Sao hả? Không được khỏe à? Không phải, bị cảm thôi. Hai vị muốn cái gì ăn? Cho tôi một phần cơm. Được, hai phần đi. Hôm trước chính mắt tôi thấy anh Hào một hơi ăn 4 tô mì. Thật hả? Thiệt đó. Anh nói bây giờ phải đương đầu với thực tế, nếu không mau chết lắm. Vậy mới tốt. Thật ra cũng có nếp sống riêng của mỗi người. Anh chưa làm như vậy là tốt rồi. Muốn thực sự bằng lòng đi chung với chú Trì. Nè, tôi thích tới đây ăn trưa lắm. Tại vì súp ở đây ăn ngon lắm đó. Ăn thử đi. Ăn thử đi. Chị thiệt là hảo tâm lắm. Còn ở ngoại quốc mà đã quyên tiền về cho chúng tôi rồi. Hơn nữa về xuống máy bay lại tới đây hợp với chúng tôi. Không thành vấn đề. Sớm giải quyết chuyện này các cô nhi mới được giúp đỡ chứ. Đúng vậy. Để tôi giới thiệu nha. Đây là cô Linh. Chào bà. Chào cô. Đây là cô Fanny. Hello. Đây là ớt Gia Dự. Chào bà. Chào. Judy. Đây là cô Tạ Địch Thành, là quản sự mới của chúng ta. Dự, lấy hồ sơ của cô nhân viên vô cho tôi đi. Hả, tôi giải thích với cô Thành mới được. Nè, mời vô, mời vô. Được. Vô đi. Mời vào, mời vào. Vậy còn anh? Tối hôm qua anh đưa con về đây rồi, không biết anh đi đâu. Má con chưa về hả? Chưa. Mời lão Gia dùng trà. Được rồi. Về rồi kìa. Về rồi hả? Đợi má về ăn cơm đó. Chị ơi, dọn cơm ra đi. Được. Sao về tối vậy? Sao đêm nào cũng về tối vậy? Đó, có hội viên mới tham gia cho nên phải giải thích mọi việc với họ. Cho nên về tối vậy thôi. Tôi thấy mệt quá. Không ăn cơm nên tôi lên lầu nghỉ trước nha. Ăn cơm đi má. Nếu bà chủ không muốn ăn cơm, để tôi gọi điện thoại mời bác sĩ tới coi nha. Không có gì, nhưng mà thấy mệt chút thôi. Đừng có ráng nghe, nếu không vé máy bay sẽ bỏ đó. Vé máy bay? Vé máy bay gì hả? Thì hai chúng ta đi du lịch đó. Sao không nghe ba nói vậy? Tại sao làm bí mật vậy? Không phải là bí mật, tại vì ba muốn cho má con ngạc nhiên. Ai ngờ bà còn bận hơn ba nữa. Sao hả? Giao công việc cho người khác được không hả? Tôi sợ ông làm không được thôi. Em nói đi bao lâu đi, nửa tháng hay là một tháng hay là nửa năm cũng được đó, cho em quyết định đó. Nhưng mà con của mình phải làm mệt thôi. Con thì không nhầm nhò gì. Không phải dễ đâu, ba cũng sẽ giao luôn phước lâm cho con đó. Nếu con có chuyện gì nhớ thương lượng với chú Tính và chú Siêu nha, biết chưa hả? Dạ, con biết rồi. Má, má tính sao?
Hay, má đâu có cách nào lựa nữa. Con à, nè ba con sẽ giao hết mọi việc cho con rồi đó. Ừ. Ông chủ, bà chủ, cậu hai, ăn cơm được rồi. Ăn chút đi má. Ờ, được, được. Ê, chờ coi hết chương trình này đã. Ê, coi cái gì nữa, ăn cơm trước đi, đi. Cảm ơn. Quay phim. Tại sao anh kiếm tôi hả? Ồ, tại vì anh biết phân cái gì là tốt, cái gì là không tốt mà. Nhưng cuốn phim anh quay lần trước bán không được đó. Không sợ tôi sợ sao? Ồ, đâu có gì chứ. Quay phim cũng như buôn bán thường thôi. Tích trữ thêm kinh nghiệm tự nhiên sẽ quay được hay hơn đó. Anh thấy chắc chắn vậy sao? Đương nhiên rồi. Nè, bây giờ thịnh hành nhất là phim Anh Hùng gì đó. Theo tôi thấy đã đủ rồi. Ngược lại, phim nói về tình yêu sẽ bán được đó. Chỉ cần kiếm một diễn viên ăn khách, thêm vào đó một hai người mới, chắc chắn sẽ không lỗ đâu. Anh tin tôi đi. Nếu tôi có hứng thú đầu tư, khoảng chừng bao nhiêu? Ồ, không nhiều lắm đâu, 2-3 triệu là đủ rồi. Vậy à? Nè, tôi nói thiệt với anh nha, đâu có buôn bán gì lời bằng quay phim đâu hả? Mấy tháng thì được rồi, tới lúc lên chiếu à, đùng một cái à, thôi chừng 20-30 triệu luôn. Vậy thì no rồi. Làm buôn bán khác cần vốn nhiều hơn quay phim đó. Anh đưa kịch bản cho tôi coi đã. Ồ, tôi đã chuẩn bị xong rồi, bảo đảm anh gửi. Sẵn tay làm luôn kế hoạch cho tôi coi đi. Đương nhiên là được rồi. Còn nhân tuyển, anh nghĩ ra chưa? Ồ, trong óc tôi đã kiếm được một người lý tưởng rồi. Và rất thích hợp. Là cô Phụng đó. Cô Phụng? Ừ. À, cô Phụng à, anh Hiền thật sự đầu tư quay phim hả? Vậy Phụng chắc chắn làm nữ vai chính rồi chứ gì phải không? Tôi cũng chưa biết anh Hiền có kiếm tôi hay không. Ồ, Phụng muốn nói cho tôi biết là Đỗ Công Tử đã bỏ bạn gái cũ, bây giờ theo cô Triệu Tử Phụng có phải không? À, đừng có nói bậy mà. Em Phụng. Có chuyện gì anh nói ra đi. Mình sanh ra trong gia đình nghèo khổ, đã bị người ta khinh thường rồi đó. Nghỉ hè ra làm việc cũng bị người ta ăn hiếp. Tôi tưởng rằng cô cố gắng học hành sẽ có ngày nổi bật. Ai ngờ gia đình tôi đã xảy ra chuyện hại tôi không thể tiếp tục học hành. Dù sao đi nữa, tôi đã thề rồi, tôi nhất định phải nổi bật trong xã hội này, tuyệt đối không cho người khác khinh thường tôi. Anh đã nói hết chưa? Phụng à, Phụng à, Phụng, anh nói nhiều như vậy cho em nghe, mục đích của anh là muốn nói gì? Anh biết rõ em lắm, anh biết rõ em bây giờ em đang làm chuyện gì đó. Em nói em thích quay phim, em đâu có yêu Đỗ Lăng Hiền. Tại vì em muốn lợi dụng hắn để nâng cao thân phận của em lên và đi vị của em lên, có phải gì không hả? Trương Quốc Hoàng càng nói càng lạc đề rồi đó. Đúng, nhưng mà anh hỏi thiệt em, em dám nói không phải hay sao? Anh, em yên tâm, anh không trách em rồi. Anh cũng không có quyền trách em. Anh chỉ trách bản thân anh thôi. Tại sao cho đến ngày hôm nay anh vẫn chưa có sự nghiệp vậy? Chuyện gì cũng thua em. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Cho dù chúng ta gượng sống chung, cả hai đều không được hạnh phúc. Anh hiểu như vậy thì được rồi. Tại vì chúng ta sống trong hai hoàn cảnh khác hẳn nhau. Từ nay nếu không có chuyện gì, anh đừng kiếm tôi nữa. Chúng mình đi. Phụng à, em yên tâm đi, tôi không đeo đuổi em nữa đâu. Nhưng mà Phụng tin tôi, cho dù sau này có ra sao, tôi vẫn thật lòng yêu Phụng. Sao nè, hả? Cái chỗ này đó coi nè. Ôi dồi, đúng rồi. Ê Dư à, bố anh Hiền đầu tư quay phim hả? Thiệt hả? Nè, trên báo đăng như vậy nè.
Còn mướn Triệu Tử Phụng làm vai chánh nữa đó. Giờ Dự thấy không? Hai người còn chụp hình chung nữa nè. Có phải không đó? Dự bây giờ mới biết hay sao? À, chuyện của anh tôi ít khi hỏi tới. Trong giờ làm việc không phải để cho nói chuyện và đọc báo đâu. Cô Dự à? Ừ. Tôi muốn coi thử về hồ sơ của cô như diện. Cô đem về trong cho tôi. Tại sao không có dự tính về tiền lương của chức viên vậy hả? Vậy hả? Tôi ra ngoài kiếm coi. Khó kiếm nữa. Cô Dự à, tôi làm việc có nguyên tắc lắm. Biết làm là biết làm, không biết làm là không biết làm. Tôi biết cô là con dâu tương lai của chị Cần, nhưng mà không vì vậy mà tôi che chở cho cô đâu. Ừ, xin lỗi nha, tại tôi sơ ý. Tôi nghi ngờ khả năng làm việc của cô lắm. Nhưng mà tôi sẽ cho cô cơ hội. Hai ngày sau, cô soạn cho tôi bản thảo tuyên truyền của cô như vậy. Tính kỹ lại có lợi lắm. Anh chỉ bỏ ra tiền quảng cáo một năm của Hoàng Thất và Phước Lâm, chờ thêm chút ít tiền nữa đi quay phim thôi. Nhưng rất có ích lợi, không chừng sẽ lời được nhiều tiền lắm. Theo anh nghĩ, nếu ba và má của anh ở Hồng Kông sẽ đồng ý anh làm như vậy, có phải không? Ừ, chắc là vậy. Em nói có chuyện muốn nói với anh mà. Đúng rồi, em muốn hỏi anh về chuyện của cô Như Diện. Em cũng biết anh không thích nhắc chuyện lúc trước mà. Tại sao em lại hỏi anh chứ? Vậy thì thôi, coi như em không có nói qua. Không được giận nha. Hay là vậy, một lát cùng với anh đi cine nha, rồi chúng ta đi ăn cơm. Sao hả? Không đi, em còn phải làm việc. Má anh không có ở đây, xin nghỉ phép không được sao? Thôi đi em à, em muốn làm sao thì làm, mất công nói anh chuyên chế. Betty à, tới giờ nghỉ rồi, mau dẹp đồ đi. À, đúng rồi. Để mình đi cine đi. Kêu luôn Gia Dự đi. À được. Gia Dự à, làm xong chưa? Chưa. Báo tuyên truyền tôi còn chưa làm xong. Hai người đi về trước đi. Để được, về được, tôi về trước nha. Bye bye. Bye bye. Bye, bye. Bye, bye. Hồi nãy Gia Dự đãi ăn cơm, bây giờ đãi lại ăn kem. Đâu có gì, tôi làm phiền anh suốt đêm rồi, bây giờ đãi anh ăn cơm đâu có gì đâu. Chắc làm Gia Dự buồn đó, tại vì suốt đêm nghe tôi phun nước miếng. Đâu phải, những gì anh nói giúp tôi rất nhiều. Lúc trước cô Như Diện làm sao tôi cũng không biết. Nghe anh nói xong rồi tôi cũng có chút đầu mối. Thật ra tôi phục Gia Dự lắm đó. Gia Dự làm việc cố gắng lắm. Lúc mà Gia Dự gọi điện thoại cho tôi tưởng là Gia Dự nói chơi. Hết cách rồi, tại vì tôi không biết. Gia Dự không biết cũng không có gì lạ, tại vì chưa có ở qua cô Như Diện mà. Ờ, hay là vậy đi, tôi dẫn Gia Dự vào cô Như Diện coi thử, còn hơn là nghe tôi nói không. Anh có thời gian hả? Ừ. Thật ra lâu lắm tôi cũng không về đó. Bây giờ có Gia Dự đi chung, chúng ta đi nha. Được rồi. Đúng rồi, tại vì họ thích có người đến thăm, có quà tặng nè, không dừng nhận họ về nuôi nữa. Ha, ở trong này đã khác hẳn với tôi lúc nhỏ, thiệt là khác hẳn đó. Lúc tôi còn nhỏ, ngủ mấy cái giường đâu có được mới như bây giờ, đều là giường cũ lắm, gần sụp rồi mới quyên cho chúng tôi thôi.
Hãy mà sơ ý một cái có thể sụp luôn cái giường đó. Một, hai, ba, bốn, năm. Tới người khác. Chào cô giáo. Chào ông. Có rảnh thì về đây chơi nha. Dạ được, dạ được. Tạm biệt. Tạm biệt, bye bye. Ở trong này có một chỗ không có thay đổi, là chỗ này đó. Và cái ở ngồi sân nữa. Giá vậy biết không, lúc tôi còn nhỏ thường bị cô giáo phạt đứng. Đứng ở ngồi sân vừa lạnh vừa đói bụng, thảm lắm đó. Nhưng mà mới có anh Hiền, anh lén lén lút lút liền cái áo cho tôi mặc. Anh còn nhớ chuyện lúc trước à? Bộ giáo dự không cảm thấy những chuyện lúc nhỏ mới là đáng hồi tưởng sao hả? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ anh Hiền đối với anh, người có lúc thay đổi. Không thể nào tôi không thay đổi, bắt buộc người khác phải làm như tôi. Đâu có sao chứ, giáo dự thường nói tôi như vậy mà. Đừng nghe tôi nói bậy nữa nha. Mà... Sao ạ? Tham quan tôi như vậy xong rồi có giúp được cho dự viết bản thảo kia không ạ? Tôi định viết ra ý nguyện của tôi, kêu gọi xã hội quần chúng ủng hộ chúng tôi. Anh có ý kiến gì không? Đúng rồi, làm vậy mới trực tiếp chứ. Hy vọng là như anh nói như vậy. Nếu như không em cũng không biết làm sao. Giải gì phải tự tin mới được chứ. Cái gì làm nổi mà. Bye bye. Làm khá lắm. Cô đưa cho các quản sự khác coi rồi sẽ đem đăng lên báo. Từ nay cô phải giữ vững tinh thần làm việc như vậy nha. Dạ cô Hạnh. Sao hả? Ok chưa? Mai là anh bảo mấy cái em đó. Thấy chưa? Tôi biết chắc chắn Gia Dự làm được mà. Cảm ơn anh nha. Tại sao phải cảm ơn tôi chứ? Bản thảo do Gia Dự viết mà. Thẩm Chí Hào. Bà chủ hả? Đã lâu không gặp bà chủ rồi đó. Sao nói bà chủ đi ngoại quốc rồi? Đi ngoại quốc không biết trở về hay sao? Ủa? Anh quen với cô Dự à? Đâu có gì lạ chứ, tôi cũng biết cô mà. Ờ. Thì ra bản thảo của cô Dự. Kêu tôi Dự được rồi. Ờ. Thì ra bản thảo của cô Gia Dự, anh làm quân sư cho cổ. Đâu có liên quan với tôi. Tôi chỉ dẫn Gia Dự tới cô Nhi Viện coi thử mà thôi. Bản thảo với được hay không không liên quan tới tôi đâu. Đúng rồi. Chúng ta chỉ lo nói chuyện của Gia Dự. Anh Hằng, phu ký dẹp rồi, bây giờ anh làm nghề gì hả? Thì đi lau cửa sổ, làm vệ sinh vậy thôi mà. Mệt lắm đó. Không sao, anh có chí kiên nhẫn và có nghị lực, chịu khó và chịu làm việc. Tôi bảo đảm anh sẽ có tương lai. Cái nhất là tôi không có đủ học lực, chỉ biết làm không, không có đầu óc. Anh tốt là được rồi. Đúng rồi. Bạn gái lúc trước của anh, cô Mẫn thường nói như vậy đó. Sao vậy? Chia tay rồi à? Thật là đáng tiếc. Cô Mẫn à, tôi đề nghị cô thương lượng với người nhà của cô sớm giải phẫu chừng nào hay chừng đó. Nhưng mà bác sĩ nói với tôi là nếu như uống thuốc có thể cầm chừng được mà. Nhưng mà trước khi bệnh trạng trở nặng, tôi khuyên cô giải phẫu sẽ hay hơn. Như vậy hy vọng được bao nhiêu phần trăm? Cô Mẫn à, tôi biết cô là người có ý chí kiên nhẫn, cho nên tôi nói thật với cô, nếu mà chứng thực chỉ là thời kỳ sơ khởi vậy vẫn còn có hy vọng. Nếu không thì tình hình sẽ nghiêm trọng lắm đó. Vô đi. À, cô Mẫn à, có người đưa cho cô. Cảm ơn. Thank you.
À, ông Tri ở bên này nè. Cảm ơn. Xin hỏi ông dùng chi hả? Cho tôi chơi XO. Phòng nhân sinh nó đâu vậy? Ở bên kia. Cảm ơn. Cho thêm đi nữa. Đừng làm vậy mà. Tôi không có quyền lựa chọn những gì tôi thích làm hay sao? Mẫn thích nhất là tụi mình hành lại mình đó. Đúng rồi. Tôi thích làm như vậy. Không được sao? Tôi đừng muốn về nghe. Tôi không muốn về. Ông đừng cứ theo tôi hoài. Về đi. Có chuyện gì không được vui thì nói ra đi. Tôi hứa sẽ giữ bí mật giùm Mẫn mà. Ông nghĩ rằng tôi có chuyện muốn nói với ông sao? Tôi không có, ông về đi. Chuyện gì tôi cũng chịu đựng được hết. Tôi không cần ông ở đây. Ông về đi. Mẫn. Buông tay ra. Buông tay ra. Không đi. Mẫn khóc ra rồi sẽ dễ chịu hơn đó. Không đi. Này cô Mẫn à, tôi giúp được cô chuyện gì không hả? Tôi muốn lập di chúc. À. Mẫn. Ba. Sao không lên ngồi chơi hả? Chờ cái khác đi, con đi ngang qua đây thôi, con phải đi làm. Mẫn. Mẫn, ba không phải muốn trách con đâu. Con đã lớn rồi mà, đương nhiên phải biết cách chọn lựa. Nếu mày muốn con đi ngang qua chỗ này, lên trển thăm cháu Hào và mấy người đi. Con có chuyện phải làm, con đi trước. Sao vậy? Không thích ăn đồ này à? Không phải, không phải. Con ăn rồi mới về. Vậy thì ăn ít ít thôi. Nè ma, thêm mấy ngày nữa con phải đi Tân Gia Ba. Tại sao đột nhiên đi Tân Gia Ba vậy? Con bận việc. Lúc con không có ở đây, mai tự săn sóc cho mình. Con nữa, con đã để chìa khóa bảo hiểm ở trong cái tủ rồi. Nếu như má muốn lấy thì... Con thiệt là khờ quá. Khi không kêu má đi mở tủ sắt ngân hàng của con làm chi chứ? Con đi mấy tuần lễ thôi mà, không có gì đâu cần phải lo chứ. À đúng rồi, ông chị biết con đi không hả? Má hỏi mấy việc này làm gì? Không phải nói vậy đâu. Một mình con đi à, chắc buồn lắm. Dù sao có người đi chung cũng đỡ hơn mà. Con thấy hơi mệt, con muốn vào phòng. Ê, hỏi thiệt nha, chúng ta đi đâu chưa? Đừng đi xa quá nha. Ăn xong rồi mới làm. Dạ. Ê, nhanh lên một chút đi. Đi nhanh một chút đi. Cái bụng tôi đang đánh trống nè. Tại sao trọng quá vậy? Thằng mập à, mau lên đi. Tôi gọi điện thoại đã. Lúc nào cũng điện thoại. Hào à, chúng tôi đi kiếm chỗ ngồi trước. Đây đi, chúng ta đi. Sao đúng lúc quá vậy? Đúng rồi. Lúc này khỏe không? Khỏe. Bye bye. Bye bye.
Bye bye. Trước ngày giải phẫu không được ăn gì hết đó. Alo. Alo. Alo, kiếm ai vậy? Alo. Ai vậy? Chắc là quay lộn. Sao hả? Tôi sợ. Tôi sợ lắm. Đừng sợ. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Đừng sợ mà. Tôi không đi. Tôi không đi đâu. Làm gì vậy? Không có sao đâu. Chắc chắn không có sao đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
从未学会怎去制止把你记起，只感觉心窝中泪要涌出去。那是已消失的一次梦，这段情已是逝去永不再。谁亦再有天里。 终可找到替代品，内心那份爱却是仍属你。从前情话句句收进心里去，见你再共念相聚，以为何藏着这美丽心心里边。 又是那看看空虚，从前情话句句收进心。